Xin giới thiệu đến anh chị em, bà con cô bác, đây là cây dược liệu quý đan sâm, một cây dược liệu vô cùng quý hiếm tại Việt Nam. Đan sâm thì có rất nhiều công dụng như là hoạt huyết, sinh máu, đặc biệt là có tác dụng là khiến cho cơ thể dẻo dai, phòng chống các căn bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vòm họng. Thời gian sinh trưởng của đan sâm từ khi trồng đến khi thu hoạch chừng 1 năm, 12 tháng. Năng suất trung bình của 1 hecta đan sâm đạt khoảng độ 35 đến 40 tấn củ tươi. Hoa của đan sâm rất là đẹp.